Ok, em nhìn bảng chữ cái nhé. Bảng chữ cái viết lại chưa? Hả? Có thiếu không? Thiếu đúng không? Ok, em nhìn này. Bảng chữ cái này sẽ là nào? A này. Tiếp tục A nhé. Đúng không? Thì A. Tiếp tục B B. Tiếp tục C C. Tiếp D D. Tiếp E E. Rồi. F F. F Ok, tiếp G G. Tiếp S nào, H. A Được chưa? Thằng A này nhá, ăn chữ A, A đúng không? Thêm chờ, nào, H. H. H Tiếp tục I I. Tiếp tục nào, J J. Tiếp tục K K. Tiếp L L. Tiếp M M. N N. Tiếp O O. P P. Tiếp Q Q. A O O O. Tiếp S nào, S. S Tiếp G T. Rồi U U. Rồi V V. Rồi W W. Tiếp X nào, X. S Đọc lại là X. H Rồi Y Y và Z Z. Được chưa? Z hoặc Z đều được nhá. Đọc lại nào, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X S X Y Z Z hoặc Z đều được. Ok, được chưa? Thì nhớ hôm nay về nhớ bảng chữ cái này nhá. Rồi sau đây thì em sẽ vào một số cái từ cơ bản, được chưa? Từ cơ bản này. Ok, em đọc đi. Hi Hi. Tiếp tục Hello nào, hello. Hello Tiếp tục Name rồi, name. Thì hỏi tên của bạn là gì, nói sao? What's your What's your name? Ok, tôi nào. I I. Tiếp của tôi nào. My My. Tiếp tục là am, am, is, your, is. Và are. Ok, good. Số đếm nào. Number Number nào. O Đây là O. O O cũng có nghĩa thể là số 0, được chưa? Tiếp tục One One, được chưa? Tiếp Two Two. Tiếp Three Three. Tiếp Four Four. Tiếp Five Five. Tiếp Six Six. Nào, six Six. Tiếp tục rồi Seven Seven. Tiếp Eight Nào, eight Eight Chín Nine Nine. Mười Ten Ten. Tốt, khỏe nào. Five Fine. Tôi khỏe, nói sao? I'm fine. I am fine. I'm fine. Bạn khỏe không, hỏi sao được? How? How are fine. you? How are you? How are you? Ok. Tôi khỏe, cảm ơn, nói sao? I'm fine, thank you. I'm fine. Fine, thank you. Thanks. Được chưa? Thank you hoặc là thanks đều được. Ok, tiếp tục cô nào. Miss Miss ông nào. Mister Được, Mr. Chào buổi sáng nào. Good morning. Rồi, good morning. Good morning. Ok, the morning này có hai âm tiết. Sẽ có trọng âm thứ nhất này, em đọc là morning. Morning. Trọng âm vào chỗ nào thì em sẽ là dấu sắc. Còn lại thì em sẽ dấu huyền hoặc dấu nặng nhé. Tiếp tục là buổi chiều nào. Good afternoon. Rồi, afternoon trọng âm mấy? Bà. Ok, good. Tiếp tục chào buổi tối nào. Good evening. Evening. Evening cho ông mấy? Ông thứ hai. À, chào ông thứ nhất. Nhất nhá. Ok, chúc ngủ ngon. Good night. Good night. Cũng biết làm trọng âm ấy chứ. Nào. Ừ, đấy đi. Tiếp tục tạm biệt nào. Goodbye. Goodbye. Tiếp cho tớ những đứa trẻ nào. Children. Children cho ông mấy? Trọng âm thứ nhất. Ok, good.
Nào, từ này đọc nghĩa nào nào? Numbers. Numbers. Số 11 nào? 11. Nào, 11. 11. Chọn mấy? Chọn thứ hai. Ok, good. Tiếp tục, số 12. 12. 12 thôi, chỉ đọc 12 thôi. Số 13. 13. Nào, 13. Chọn mấy? Chọn thứ ba. 2 thôi. 13 thôi nhá. 2. Chọn 2. Tiếp tục 14 không? 14. Chọn mấy? Con thứ 3. 2. 14. Tiếp tục tới 15. 15. No. 15. 15. Tiếp tục 16. 16. 16. Tiếp tục 17. 17. 17 chọn mấy? Con thứ 17. Con thứ 3. Ok, good. 18. 18. 18. Tiếp tục là tới 19. 19. 19. Tiếp tục 20. 20. Nào, 20. 20. Chọn mấy? Nói thứ nhất. Ok, good. Được, biết chọn âm là được. Nào, bây giờ ở trường làm sao? Trường at school. At school. Tiếp tục là tớ mời vào. Come in. Come in. Ngồi xuống. Sit down. Sit down. Đứng lên. Stand up. Stand up. Tiếp tục mở sách ra. Open the book. Rồi open chọn mấy? Open chọn thứ nhất. Ok, good. Đóng sách lại. Close the book. Close your book. Sống. Lie. Nào, leave. Leave. Rồi, chờ check. Tiếp tục. Từ trong căn nhà. A house. Sống trong một căn nhà nói sao đây? Live a house. Nào, live in. Live. Live in the house. Live in a house. A house. Vì là trong thì phải có từ in ha. Tiếp tục. A street. Rồi trên một con đường nói sao? On a street. On a street. Nào, on a street. On a street. Tiếp tục ở một thành phố. In a city. Good. Đánh vần. Spell. Spell. Bằng cách nào? How. How. Học sinh. A student. Student. Tiếp tục trường học. A school. School. Giáo viên. A teacher. Teacher chọn mấy? Teacher chọn thứ nhất. Ok, go. Bàn học. A desk. Desk. Rồi. Đây là cái bàn của tôi nói sao? This desk in is mine. Ok. This is my. Đây là quyển sách của tôi nói sao? This is my. This is my. My sách là gì? This is my book. Book. That là kia. Được chưa? That is my. Trước là gì? Trước là. Có phải ruler. Tiếp tục. Rồi nếu mà nói mà đây có phải quyển sách của bạn không? Nói sao? Is this your book? Book. Nếu mà đúng nói sao? Yes, it is. Yes, it is. Còn nếu mà không phải thì sao? No, it isn't. Ok. Tiếp tục mà. Cái cửa nào? A door. Nào, a door. A door. Tiếp tục cửa sổ. A window. Window chọn mấy? Chọn thứ nhất. Ok, good. Cái bảng. Bảng. Board. Board. Tiếp tục giò rác. Basket. Nào, waste. Waste basket. 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 Basket chọn mấy? Basket. Basket chọn thứ nhất. Ok, basket nhé. Ok, tiếp tục cái cặp đi học. School bag. School bag. School bag. Bag, được chưa? Tiếp tục là tới cái bút chì. Pencil. Pencil. Nào, pen. Pens. Pencil. Tiếp tục bút mực. Pens. Pen. Cây thước. Ruler. Ruler. Cục tẩy. Eraser. Eraser. Ok. Đó là cái gì? What is this? What is this? Đây là cái gì đúng không? Đó là cái gì? What is this? What is that? What is that? Ok. Đó là một
cụ thể nói sao? This is a đây cụ thể nè. Đây đây là gì? Eraser. Ba âm nhá, nó eraser. Eraser. Ok, được chưa? Eraser cho âm mấy? 1, 2. Ok, good. Biết cho âm à? Biết làm bài cho âm à? Tiếp tục ở nhà này. Nhà at home. At home. Của cậu ấy nè. His. His. Của cô ấy nè. Her. Her. Gia đình nè. Family. Family. Tiếp tục cha nè. Father. Father. Mẹ nè. Mother. Mother. Anh trai nè. Brother. Brother. Chị gái nè. Sister. Sister. Số 21 đến 100 nào. Là 21 nào. 21. 21. 30. 30. Nào. 30. 30. Chọn mấy? Chọn con thứ nhất. Ok. 40. 40. 40. 50. 50. Nào. Không phải. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. 100. Now 100. 100. Now 1. 1. Không phải 1. 100. 100. Now 100. 100. Ok, được. Đừng có 1 nha, mà 1. Đâu là 1. 1. Ok. Tiếp tục với tớ cái đèn. Lamp. Lamp. Tiếp tục giá sách. Book. Bookshelf. 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 Được chưa? Bookshelf. Tiếp tục cái ghế. Chair. Chair. Nào, chair. Chair. Tiếp tục ghế salon. A wow này em đọc nào. A wow. A couch. A couch. 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 Ok, tiếp tục ghế bành. Armchair. Armchair. Tiếp tục là tới cái bàn. A table. Table. Cái ghế đầu. A stool. 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 Tiếp tục con người. People. Nào. People. 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 People chọn mấy? People chọn mấy thứ nhất. Tủ sách nào. A book. Car. Bookcase. Case. Bookcase. Bookcase. Case. Case. Ok, máy nghe nhạc. A stereo. A stereo. Ok, bao nhiêu? How many? Many. Tiếp tục, kỹ sư. Engineer. Nào, engineer. An engineer. Engineer chọn máy. Engineer chọn hôm thứ nhất. À, thứ hai. Engineer. Chọn hôm thứ ba. Ok, bác sĩ. Doctor. Doctor. Y tá. Nurse. 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 Được chưa? Big or small là gì? Big or small là lớn. Ok, lớn nào. Big. Nhỏ. Small. Ở thành phố. In the city. City chọn mấy? City chọn. City chọn. À, chọn là thứ nhất. Ok, city, thứ hai có city đâu. City. Tiếp tục ở quê này. In the country. Được, và nào. And. Từng sàn nhà nào. A floor. 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 Tiếp tục cho tới lớp trình độ này. Grade. Grade. Cái lớp học nào. A class. Class. Thức dậy nào. To get up. Nào, get up. Get up. Mặc váy nào, mặc quần áo nào. Get. To get dressed. Get dressed. Tiếp tục vào tờ đánh răng nào. To brush your jaw. Teeth. Teeth. Brush. Brush your teeth. Tiếp tục rửa mặt nào. Wash your face. 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 Now wash. Wash. Wash your face. Wash your face. Okay. Tiếp tục về tờ ăn sáng nào. To have a
Nào, breakfast. Breakfast. Chọn mấy? Chọn thứ nhất. Ok, đi học. Go to school. Go to school. Tiếp tục thời gian. Time. Time. Tiếp tục 10 giờ. Trên clock. Nào, a clock. Clock. Con người là gì? Mọi người là gì? Mọi người là people. People. Được rồi, people nhá. Tiếp tục 10 rưỡi nào. Past 10. Past 10. Ok. Cứ past là qua giờ nhá. Thì là half là bao nhiêu? Half là 10 giờ. Không. À quên. Half là 30. 30 phút. Half là một nửa. Một nửa của một giờ bao nhiêu phút? 1 giờ 60 phút. Một nửa bao nhiêu phút? 30 phút. Ok. Tiếp tục muộn nào. Late for. Tiếp tục tới về nhà nào. Go home. Go home. Mấy giờ rồi? What time is it? What time is it? Tiếp tục. Đó là mấy giờ? It is. Lock. Bây giờ 6 giờ nó sao? It is six o'clock. 6 o'clock. Rồi, bây giờ 6 giờ 15 nó sao? It is six. 15 là gì? O'clock. 15 mà. 6 giờ 15 là 15. Nào, 15. 15. Chọn mấy? Chọn 2. Ok. Thì bây giờ em sẽ có cách là em nói là đó là 15 phút past 6 giờ. Nói sao? It is 15. 15 is 15. 15 past 6 o'clock. Không cần o'clock nữa. 6 thôi. Tiếp tục bây giờ nào, điều tôi làm làm sao? Things I do. Tiếp tục làm bài tập về nhà nào. Do your homework. Là homework. Chọn mấy? Chọn thứ nhất. Mỗi ngày nào. Every day. Chơi trò chơi nào. Play games. Tiếp tục nghe nhạc nào. Listen to music. Tiếp tục làm việc nhà nào. Do your homework. Housework. Ok, good. Tiếp tục đọc nào. Read. Tiếp tục vào tớ xem TV nào. Watch TV. Tiếp tục vào tớ nào. What does she do? She do. Thì tức là cô ấy làm gì đúng không? Rồi. Cô ấy có chơi bóng chuyền nói sao? She playing volleyball. Nào volleyball. Volleyball. Nào plays. Plays. Play thêm S không? Đây thì hiện tại đơn nhá, không phải thêm in. Tiếp tục qua tờ bóng đá nào. Football. Football chọn mấy? Chọn thứ nhất. Môn thể thao. Sports. Tiếp tục qua tờ. Do you. Chơi bóng đá nó sao? Do you. Do you play? Play football. Đây là gì? Đây là họ. Thì họ chơi thể thao không nói sao? Do they play football? Play sports. Play sports là thể thao nói chung ha. Tiếp tục. Đúng vậy, họ đang chơi nói sao? Họ đang chơi thể thao. Nói là yes. They do. Nếu mà không thì sao? No, they don't. Tiếp tục. Nếu mà hỏi cô ấy có chơi bóng đá không là sao? Does she play gì? Play football. Ok, nếu mà đúng thì sao? Yes, she does. Nếu mà không đúng, cô ấy chơi bóng chuyền là sao? No, she doesn't.
Và cô ấy chơi bóng chuyền là gì? Cô ấy chơi bóng chuyền. She plays volleyball. 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 Okay. Cắm vòi hoa sen. Cắm vòi hoa sen. Take a shower. No. Take a shower. Take a shower. Okay. Ăn nào. Eat. Eat. Tiếp tục với tớ bắt đầu nào. Start. Start. Kết thúc nào. Finish. Finish. Nào. Chọn ông ấy. Chọn ông nhất. Nào. Finish. Finish. Tiếp tục với tớ ăn trưa. Have lunch. Have lunch. Tiếp tục đi ngủ. Go to bed. Go to bed. Thời giáo biểu. Best. À cái này là sai. Đây thời giáo biểu về này. Timetable. 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 Oh, tôi xem. Timetable này có khi. À timetable thôi chứ không phải timetable. Lâu nay đọc sai hết. Timetable, ok. Timetable tiếng Anh nào? English. English xong mấy? Môn thứ nhất. Môn toán nào? Math. Math. Tiếp tục môn văn nào? Nào, literature. Literature. Nào, literature. 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 Tiếp tục môn lịch sử. History. Nào, history. History. Tiếp tục cho tôi môn địa lý. Geography. Chọn ông mấy? Tiếp tục là tớ ngày trong tuần nào? Day of week. Days of week. Tiếp tục cho tớ thứ hai. Monday. Monday thứ ba. Tuesday. Học tốt thế nhỉ? Cái chỗ âm à? Tuesday. Tiếp tục thứ tư. Wednesday. Được, thứ năm. Thursday. Tiếp tục thứ sáu. Friday. Friday. Thứ bảy. Saturday. Saturday. Chủ nhật. Sunday. Sunday. Ok, gồm thêm năm bài.